Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Như Quỳnh với tựa đề Chôn Mẹ Trong Vườn. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày và quý vị nào thích nghe chuyện audio chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ nghe audio.net ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội ngôn tình chuyện trinh thám để phục vụ quý vị và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của truyền chiêu hai đứa chúng nó đi đâu rồi không? tại một con ngõ nhỏ trong trấn kinh môn giọng nói của bà lý vang lên vang vẳng. đứng bên cạnh bà là bà liên hàng xóm nhà tảo. bà liên thở dài nhìn về căn nhà trước mặt nói: tôi cũng không rõ mấy hôm này không thấy chúng nó đâu cả. à đúng rồi sau cái ngày bà vui bà nội thằng tình chết đấy. sau hôm đó là hai đứa nó biệt tâm luôn. Hôm trước tôi có hỏi thầy bu thằng Tạo thì chỉ thấy ông bà ấy bảo là hai đứa chúng nó đi làm ăn xa. Chắc phải lâu lắm chúng nó mới quay về đấy. Nhưng mà bà qua đây tìm hai đứa nó làm gì thế? Hai cái thằng nó thì ngoài việc đào mả quốc mộ ra làm gì còn việc gì khác? Bà Lý nghe bà lên nói vậy thì thở dài lắc đầu. Bà nói hey, Thì đúng là tôi qua đây để tìm hai đứa nó làm việc đó đó bà lý vốn là người trong nhà quan tri huyện cách đây từ rất nhiều năm trước bà lý đã từng là người của phủ quan họ hàng thân thích thì chẳng còn ai vậy nên khi nghe bà lý nói tìm người đảo mộ thì bà liên giật mình hỏi lại này bà nói thế là sao bà tìm chúng nó để đảo mộ ai hả tôi nhớ là bà làm gì còn ai thân thích nữa đâu bà lý nhìn xung quanh xác định không có ai thì mới lên tiếng nói nhỏ không giấu gì cô tôi tìm người để về cho quan tri huyện chẳng là mẹ của quan tri huyện dạo gần đây yếu lắm sợ là sẽ không trụ được lâu bà liên nghe đến đây thì tỏ ra khó hiểu bà cau mày hỏi ồ thế sao mà được tôi tưởng là phải đợi người mất rồi thì mới qua đào mộ chứ nhỡ đâu đào trước rồi mưa gió nó sạt lở xuống thế thì lại chả phải là mất công sao lúc đó lại gọi người đào mộ lại thì có mà lại rách việc ra bà lý ghé sát vào tay bà liên mà nói nhỏ không phải là đào mộ cho mẹ của quan mà là đào mộ chuyển đi ở sau nhà quan chi phủ có một ngôi mộ từ lâu lắm rồi từ khi tôi chuyển đến ngôi mộ đó đã có mặt ở đó rồi cơ mà quan muốn chôn mẹ ở sau nhà nhưng lại vướng ngôi mộ đó nên là một quan muốn chuyển ngôi mộ đó đi bà hiểu chưa à à ra là vậy nhưng mà thằng táo với thằng tính nó đi rồi bây giờ bà thử qua nhà lão thắng với lão vang xem hai lão đấy cũng thuộc cái đội đào mồ quốc mã đấy bà qua tìm hai lão đó nhanh nhanh cho nó được việc à mà bà có biết nhà hai lão đấy chưa nếu không biết thì để tôi đưa bà đi vừa nói bà liên vừa chỉ ra ngoài đường ra hiệu cho bà lý đi theo mình Thế vậy bà lý vội vào tóm lấy người bà liên mà kéo lại thôi được rồi bà cứ làm tiếp tục việc của bà đi nhà chú thắng với chú vang thì tôi có lạ gì hai chú đấy làm thợ mộc thi thoảng có qua nhà quan suốt thôi bà cứ làm việc của bà đi nhé tôi qua đó tìm hai chú đó xem thế nào cảm ơn bà nhé tôi đi đây xong bà lý quay người rời đi bà liên cũng không quan tâm gì đến bà lý cho lắm bà quay trở vào làm tiếp công việc của mình. Chiều hôm đó tại nhà Lão Hoành, Chi Huyện, bà Lý cùng ông Vang và ông Thắng đã có mặt ở bên ngoài sân. Trong nhà quan huyện, bà Lý bây giờ được coi như là người có quyền hành nhất trong đám người ăn kẻ ở. Bà được ông Hoành giao toàn quyền quyết định những việc to nhỏ ở trong nhà. Đưa ông Thắng và ông Vang ra sau nhà, bà Lý chỉ vào ngôi mộ trước mặt nói. Đấy, quan có ý muốn chuyển ngôi mộ này ra ngoài nghĩa địa. Hai chú xem có làm được thì để tôi báo lại với quan. Còn về tiền bạc, trước giờ các chú lấy người ta như nào thì tôi trả các chú như vậy. Lão vang nhìn về phía ngôi mộ thì trong người đột nhiên hiện lên cảm giác ớn lạnh. Lão quay sang nhìn lão thắng mà nhẹ giọng hỏi. Anh, anh tính sao? Vụ này làm không? Chờ... Sao em cứ thích lạnh lạnh thế nào ấy? lão thắng không để ý đến lời nói của lão vang, lão quay sang nhìn mụ lý, lão lên tiếng hỏi bà lý, nếu như bà muốn hại chúng tôi đào mộ, sau đó chuyển đi thì cũng được, nhưng mà bà phải báo quan là trả cho chúng tôi hai lần tiền đấy, một lần đào mộ, một lần chuyển mộ. bà xem có được thì thanh toán tiền trước chúng tôi làm, không thì hai chúng tôi xin phép ra về. đối với lão thắng, nếu như thằng tảo và thằng tình còn ở trong làng thì lão có thể kiêng rẻ không ra điều kiện nhưng bây giờ hai đứa chúng nó đã đi ở đây chỉ có lão và lão vang là người làm cái nghề này lúc này mà lão không nhân cơ hội mà kiếm thêm thì còn đợi đến bao giờ bà lý có lẽ cũng biết điều đó bà lấy trong túi ra hai sâu tiền sau đó đưa cho lão thắng bà nói được rồi khiếp hai chú làm gì mà ăn chắc thế đây tôi gửi đủ công cho hai chú trước Giờ hãy chút làm việc cho tôi được rồi chứ. Lão Thắng hất hất hai sâu tiền nặng ở trên tay, nhìn sang bà Lý, lão mỉm cười nói. Đây, công việc cứ thế, có phải cả chị và tôi đều nhàn không? Chị yên tâm, thằng Thắng này mà đã nhận tiền, sẽ làm cẩn thận. Chị cứ về đi, ngoài này có anh em, chúng tôi làm đã được rồi. Bà Lý gật đầu với Lão Thắng rồi quay người đi về, mặc dù bà chẳng biết hai lão này có làm việc cẩn thận hay không nhưng bây giờ ở đây ngoài hai lão ra cũng chẳng còn ai còn làm cái nghề này cả thôi thì bà đặt hết tin tưởng vào hai lão nếu như có việc gì hai lão cũng đừng hòng mà sống yên ổn với lão hoành chi huyện bóng bà lý đi sâu vào trong nhà lão thắng quay sang nhìn lão vang quẳng một sâu tiền về phía lão vang lão cất tiếng nói đây tiền công cấp đôi thế này Chú mày muốn làm việc chưa? Lão vang nhìn số tiền trên tay thì cười tít mắt. Điều mà lão sợ hãi khi nãy cũng theo đó mà tan biến. Lão vang vui vẻ nói. Anh Thắng à, anh đúng là số một rồi đấy. Mà sao anh nghĩ sẽ được cách vòi tiền bà Lý hay vậy? Bà này trước giờ vẫn nổi tiếng là giống tính lão hoành. Chỉ ăn vào chứ không bao giờ nhả ra mà. Lão Thắng ra hiệu cho lão vang tiến lại gần mình. Lão nhẹ giọng nói thế cho mày nghĩ tự nhiên mà con mụ lý nó qua tìm mình à? vì thằng Tình với thằng tảo nó bỏ quê hương đi làm ăn xa rồi chứ còn sao nữa? ở đây bây giờ chỉ có hai anh em chúng mình, thế giờ không đồng ý thì ai làm việc cho mụ? <laughs> chúng mày phải thông minh lên mới có tiền được. lão vàng giơ ngón tay cái về phía lão thắng mà ra hiệu ám chỉ, nhìn số tiền trên tay lão vàng vui lắm có khi thằng tình cùng thằng Tào bỏ quê mà đi đối với lão lại hay nhìn xuống ngôi mộ trước mặt lão vang lưỡng lửa nói anh thắng thì giờ mình tính thế nào đây bao giờ bắt tay vào làm được rồi lão thắng nhìn về phía ngôi mộ chờ lúc này đã từ giờ thân chuyển sang giờ dậu từng tia nắng cuối cùng cũng đang dần biến mất thay vào đó là những khoảng tối đen mù mịt quay sang thắp lấy ánh đèn dầu Lão Thắng nói. Trời tối rồi, anh em mình làm nhanh gọn, rồi chuyển cái này ra ngoài cái địa. Sau câu nói của Lão Thắng, từng tiếng đào bới đất bắt đầu vang lên. Lão Thắng cùng Lão Vang hì hục đào mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai chạm vào một chiếc tiểu bằng đá. Nhìn chiếc tiểu Lão Vang nói, Anh Thắng, mình chạm tới tiểu rồi. Lão Thắng gật đầu ra hiệu cho Lão Vang dừng lại, lão đưa tay phẩy phẩy lớp đất đá ra thì không khỏi kinh ngạc. Chiếc tiểu này tuy rằng không to nhưng nó lại được làm từ một loại đá nào đó. Xung quanh được mài nhẫn, nhìn chiếc tiểu, lão thắng có thể đoán được chủ nhân ở bên trong ngày xưa thân phận không tầm thường. Quay sang nhìn lão vang, lão thắng cất giọng nói. Giấy thừng đâu? Chuyển xuống đây, nhanh lên. Lão vang quay người ra phía sau, lão tóm lấy sợi dây thừng, rồi đưa cho lão thắng. Sau khi khoét một lỗ dưới cái tiểu, lão thắng nhìn lão vang nói: "được rồi, bây giờ chú mày cũng phải khiêng cái quan tài này lên nào." Thọc một cái gậy to bằng cổ chân qua sợi dây, lão thắng cùng lão vang gồng người khiêng chiếc quan tài kia lên. Chiếc quan tài mặc dù không được to lắm, nhưng vì làm bằng đá nên thành ra lại rất nặng. Lão Thắng cùng Lão Vang phải nhăn mặt nghiến răng mãi mới có thể đưa chiếc quan tài đó lên được trên bờ. Ngồi bịch xuống đất, Lão Thắng mệt mỏi nói. Mẹ à nó, không biết làm bằng gì mà nặng thế. Tí thì gãy vai ông rồi. Lão Vang ở bên thở không ra hơi. Lão nhìn chiếc quan tài thì ra vẻ ngán ngẩm. Lão nói. Nặng thế này rồi, hai anh em mình khiêng ra ngoài ngưỡi địa kiểu gì bây giờ? Cứ thế này mà khiêng ra, có khi gãy bả nó xương chứ chả chơi. Anh tính xem mình nên làm gì bây giờ? Lão Thắng im lặng suy nghĩ, đúng là chiếc quan tài này nặng thật, ngay cả đến lão cũng phải công nhận là nó nặng. Nhìn kích thước quan tài, lão Thắng có thể đoán được chiếc quan tài này giống như là để chôn cất trẻ con hơn là người lớn. Lão suy nghĩ thêm một hồi rồi bắt đầu nói. Theo tao, mình cứ gọi con bộ lý ra đây, sau đó kêu mụ gọi thêm người ra giúp mình Việc của nhà mụ cơ mà Mình cần tiền rồi, sợ chó gì Đoạn lão quay người đi thẳng về trong nhà Một lúc sau lão thắng cùng bà Lý và hai thằng người ở đi ra Bà Lý nhìn chiếc quan tài xác nhận Sau đó bà quay sang chỗ hai thằng người ở Mà cất giọng nói Hai đứa chúng mày Ở đây phụ giúp hai bác ấy Đưa chiếc quan tài này ra bên ngoài nghĩa địa Sau đó thì quay trở về nhà Biết chưa Dạ vâng thưa bà Lý, chúng con biết rồi. Hai đứa người ở đồng thanh đáp lời bà Lý. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Lão Vang và Lão Thắng, hai đứa người ở bắt đầu phụ giúp khiêng chiếc quan tài trở về nhà. Đi ngang đến bên ngoài sân, đúng lúc Lão Hoành đi về, Lão Thắng cùng Lão Vang và hai tên người ở liền vội vàng hạ quan tài xuống mà chắp tay cung kính chào hỏi. Dạ thưa, quan đã về. Lão Hoành tay vuốt dìa mép lão không thèm để ý đến mấy tên khố rách áo ôm này. thế nhưng khi lão đi ngang qua chỗ chiếc quan tài thì giật mình khựng lại. hắn nhìn một tên người ở mà hắn giọng hỏi: thằng kia mày nói chồng nghe, cái này chúng mày lấy ở đâu ra hả? tên người ở bị hỏi thì ngay lập tức cả người run rẩy. tên còn lại thái độ cũng không khá hơn là bao, dường như hai đứa chúng nó sợ lão hoành lắm. Thằng người ở bị hỏi lắp bắp nói Dạ, thưa ông cái, cái này là chiếc quan tài Lấy được ở ngôi mộ ở sau nhà đấy ạ à? Bà bảo hai đứa chúng con Giả giúp hai người này Khiến chiếc quan tài này ra bên ngoài nghĩa địa để chôn ạ à? Thằng người ở vừa nói hết câu Thì từ trong nhà Bà lấy lúc này đi ra Bà đi đến cúi đầu chào lão hoành Rồi bắt đầu nói Thưa ông Tôi làm theo lời ông chủ gọi người đến dọn ngôi mộ ra ngoài nghĩa địa. Còn phía sau nhà thì để ông chủ làm công việc của mình ạ. Lão Hoành nhớ lại việc lúc sáng lão giao cho bà Lý thuê người về dọn dẹp khu vườn sau nhà. Lão nhìn về phía chiếc quan tài thì đột nhiên trong đầu lão xuất hiện cái suy nghĩ đèn tối. Lão nói. Hai đứa chúc mày, cậy cái, cái nắp quan tài ra cho tao xem. Nhanh lên. Quan tài mà được làm bằng đá, chắc chắn chủ nhân bên trong có đồ giá trị. OK kìa còn đứng ngay giờ đó làm gì nhanh tay lên hai đứa người làm mặc dù sợ lắm nhưng lại chẳng thể làm trái lời lão hoành hai đứa đi đến dùng hết sức để kéo cái nắp quan tài ra từng âm thanh soàn soạt vang lên nắp quan tài lúc này được đẩy sang một bên xuất hiện bên trong là một bộ xương khô nhìn theo hình dáng thì giống như là xương của trẻ em lão hoành đi đến ngó đầu vào nhìn nhưng bên trong ngoài bộ xương khô kia ra thì không còn gì thêm nữa cả bị mừng hụt lão nhếch nhếch cái mép rồi xoay người rời đi nhưng rồi cũng chính vào cái lúc lão quay người thì đột nhiên có cái thứ ánh sáng chiếu vào mắt lão khiến lão quay đầu nhìn lại dưới lớp quần áo còn sót lại trên người bộ xương kia lão hoành thấy có thứ ánh sáng màu vàng ẩn hiện lão nhìn tên người ở rồi chỉ tay về phía bộ xương kia Cất tiếng nói. Mày, mau kéo cái áo kia ra cho tao xem. Nhanh lên. ơ ờ, dạ, dạ, thưa, thưa ông, có làm ngay ạ à? Tên người làm cuốn cuồng thò tay vào trong quan tài mà kéo miếng vải ra. Ngay trên cổ của bộ xương lúc này xuất hiện một chiếc kiềng bằng vàng. Lão Thắng cùng Lão Vang cũng không khỏi giật mình. Nhìn chiếc kiềng vàng to độ ngón tay khiến hai lão tiếc hồi hội. Biết thế khi nãy hai lão mở ra kiểm tra trước thì có khi hai lão đã giàu to. Lão Hoành thấy có vàng thì cười lên như điên dại. Lão nhìn tên người làm mà ra lệnh. Nhanh! Lấy cái kiềng vàng đó ra đây chồng. Ông đã bảo mà. <laughs> người mà dùng quan tài này chắc chắn phải có tiền bạc rồi. Ồ, mày có làm cái gì nữa hả? Lấy cái kiềng vàng đó chồng. Nhanh lên! Lão Hoành gần giọng nói, khiến tên người làm sợ hãi mà cuống cuồng lấy chiếc kiềng vàng ra. Có lẽ vì cuốn quá mà thằng người ở không may làm phần xương cổ của người kia bị gãy ra làm đôi. Cùng với đó là xương ngực cũng bị gãy ra làm vài mảnh. Quay lại chỗ Lão Hoành, thằng người ở đưa bàn tay run rẩy ra trước mặt Lão, nó nói Dạ, dạ, dạ thưa, thưa ông, chi, chiếc kiềng vàng của ông đây ạ. À? Lão Hoành lúc này cười không ngậm được mồm. Lão đưa tay ra đón lấy chiếc kiềng vàng kia. Định bụng lão sẽ mang chiếc kiềng đó vào nhà, rồi cất cùng với số vàng hôm trước lấy được ở nhà lão bá hộ đỗ. Nhưng rồi khi lão Hoành vừa chạm tay vào chiếc kiềng vàng, thì đột nhiên có cơn gió lạnh thổi thẳng tới. Sau lưng thằng người ở từ khi nào xuất hiện thân ảnh đứa trẻ con đang bám tay vào cổ thằng người ở mà nhìn lão Hoành nhoẻn miệng cười nụ cười đê tiện trên gương mặt lão hoành cũng theo đó mà tắt ngấm chiếc kiềng vàng trên tay lão cũng theo đó mà rơi xuống đất lăn qua lăn lại mấy vòng thằng người ở thấy vậy thì kinh hãi nó vội vàng quỳ xuống cầm chiếc kiềng vàng đưa lên người lau thật sạch nó run rẩy nói dạ dạ th thưa ông con, con xin lỗi ông ờ, là lỗi của con con bất cẩn, con, con xin ông tha cho lão hoành lúc này đã lấy lại được bình tĩnh Lão chớp chớp mắt mấy cái... Rồi nhìn xuống chỗ thằng người ở... Thân ảnh đứa trẻ con bây giờ... Đã không còn nữa... Lão tóm lấy chiếc kiềng vàng rồi nói... Được... Được rồi... Chúng mày làm nốt việc đi... Lão Hoành nói xong thì quay người bỏ đi... Hai thằng người ở lúc này đã bớt run hơn hẳn... Bà Lý nhìn hai đứa nó mà lắc đầu nói... Chúng mày... Làm ăn phải cẩn thận chứ... May cho hai đứa chúng mày... Hôm nay ông đang vui đấy, không thể hai đứa chúc mày lại ăn đòn như tử biết chưa. Thôi được rồi, mau đóng nắp quan tài lại rồi khiêng đi đi, để đây lâu ô uế hết xung quanh bây giờ. Bà Lý đưa tay lên bịt mũi rồi quay người bỏ đi. Lão Thắng cùng Lão Vang và hai tên người ở cố gắng khiêng chiếc quan tài đá ra bên ngoài. Bóng của bốn người lầm lỗi tiến ra ngoài nghĩa địa. Anh, mình trôn luôn đứa bé ở đây đi. Lão vang chỉ tay vào khoảng đất trống trước mặt mà nhìn lão thắng hỏi. Đi đến chỗ miếng đất xem xét một lượt, lão thắng quay lại gật đầu nói. Ờ, à, được rồi, thế thì đào luôn ở đây rồi trộn nó xuống. Lão vang cầm sẻng đi đến rồi cùng lão thắng bắt đầu đào huyệt. Từng tiếng bổ chan chát bắt đầu vang lên. Hai tên người ở nhà lão hoành tri huyện không nói không rằng kéo nhau về trước Lão Vang còn đang hì hục đào huyệt, đến khi ngẩng mặt lên, không thấy hai đứa nó đâu, thì khó chịu buông lời chửi. Mẹ nó, hai đứa nhà lão hoành về rồi, thế tí hai nghe mình cho cái quan tài kia xuống kiểu gì? Hai cái thằng này, đi về không xin phép gì ai cả. Vừa nói, lão Vang vừa bổ chăn chát xuống dưới đất như để trút giận. Lão Thắng đứng bên gần giọng nói. Thôi, tiền đã nhận rồi, làm phèn phén đi. Xong việc sáng mai, Tao với mày ra quán, làm vài chén, là là cuộc đời tươi đẹp ngay. Vừa nói lão thắng vừa ra hiệu cho lão vang tiếp tục công việc. Hai lão còn đang hì hục bên dưới hố huyệt mà không hề hay biết. Tại chỗ quan tài đá, nắp quan tài lúc này đột nhiên chuyển động. Từ bên trong, cái đầu lâu dần nhô lên. Hai con mắt sâu hoắm nhìn về phía lão thắng cùng lão vang giống như đang theo dõi hành động của hai lão vậy đúng lúc đó lão vang ngẩng mặt nhìn lên chiếc sẻng trên tay lão tuột ra khỏi tay rơi thẳng xuống dưới chân cảm giác đau nhói hiện lên lão vang nhăn mặt gương mặt não đỏ phừng phừng lão hét lên đau đớn tiếng hét của lão vang khiến lão thắng đứng bên giật mình quay sang lão ra vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi sao đây mày làm cái gì thế hả vang đêm hôm hét lên như gặp ma vậy hả Lão vàng nghe đến ma thì lại càng run hơn. Lão mắt mũi nhắm tịt, chỉ tay về phía chỗ chiếc quan tài đá mà run rẩy nói: "Ma, cô cô ma thật anh ơi, trong, trong quan tài." Bộ xương kia nó vừa ngẩng đầu lên nhìn em, nhìn hai cái mình đấy. Lão Thắng nghe lão vàng nói liền ra vẻ không tin. Cuộc đời đảo làm cái nghề mồ mả này đã hơn nửa đời người, làm gì đã thấy con ma con quỷ bao giờ? lão quay phát sang chỗ chiếc quan tài sau đó lão bám vào bên bờ mà trèo lên tiến đến sát bên quan tài lão quay lại chỗ lão vang mà lên tiếng gọi này chú mày hoa mắt mẹ nó rồi ba ơi! nắp quan tài của đại nguyên thế này thì bộ xương nào ngẩng lên nhìn chú mày được hả lão vang nghe lão thắng nói đến đây liền ngẩng mặt nhìn lên lão bây giờ đã bớt sợ hơn hẳn lão rón rén đi đến bên chỗ chiếc quan tài Đến khi thấy chiếc quan tài quả thực là nắp vẫn đóng chặt thì ngạc nhiên lắm. Lão nhìn Lão Thắng mà nói bằng giọng khó hiểu. Ờ, rõ ràng là khi nãy em thấy bộ xương nó bám tay vào thành quan tài như thế này này. Sau đó nó còn nhô cái đầu lên, nhìn anh em mình nữa cơ mà. Chứ sao bây giờ nắp quan tài lại đóng vào thế này? Lão Thắng đưa tay và đánh bốp vào đầu Lão Vang lấy một cái mà nói bằng giọng bất lực. Khổ! Thì chỗ mày hoa mẹ à mắt nó rồi chứ còn cái gì. Mà nghĩ đến cái bộ xương bên trong, tao lại tiếc cái kiềng vàng kia quá. Biết thì mày viết tao mở mẹ à ra, sau đó kiểm tra trước, rồi mới phải gọi người nhà lão Hoành ra khiêng. Có phải là cái kiềng vàng đó là của anh em ta rồi không? Nghe lão Thắng nhắc đến chiếc kiềng vàng, lão Vang liền hưởng ứng mà tỏ ra khó chịu. Lão nói tiếp. Thì đấy, em cũng tính là để khiêng ra ngoài này, không có ai thì rủ bác mở ra, xem có xin được cái gì không. Tiếp mà thằng cha hoành, nó lại cố mẹ nó mất. Mà tính ra, thằng cha này mũi nó thính như cái mũi chó nhỉ. Chỗ nào có vàng có bạc, nó ngồi thấy ngay, thì mới tải. Lão Thắng đứng bên nhìn lão vang mà cười khổ. ra hiệu cho lão cùng mình ngồi xuống đất. Lão nói. Chú nói thế, nó làm cho gì? Lão tao dù gì cũng là quan chỉ huyện. Đầu óc tất nhiên là phải hơn anh em mình. Không phải lão ta người thế vàng thế bạc Mà là lão biết được chỗ nào có vàng có bạc Chú hiểu chưa Chứ lão mà ngu như anh em mình Làm sao mà làm được cái chức quan tri huyện Lão vang cùng lão thắng Còn đang mải ngồi nói chuyện Đột nhiên lão vang lại giật mình đánh thót Trước mặt lão Chỗ chiếc quan tài Hình ảnh bộ xương khô lại xuất hiện Lần này bộ xương đó phải nhô đến hơn nửa người lên trên Để lộ ra bộ xương sườn bị gãy mấy chỗ lão vang run dậy nói à, 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 anh anh thắng ơi ở, ở chỗ quan tài ghê lắm lão thắng còn đang mải say sưa kể chuyện nghe thấy lão vang nói lão cũng quay người nhìn sang thế nhưng trước mặt lão ngoài cái quan tài đã đóng kín bưng làm gì còn cái gì khác đâu lão câu mày nhìn lão vang mà khó hiểu hỏi lại Chú làm sao đây làm gì có cái gì đâu mà ghê ô hay hôm nay chút làm sao thế nhỉ lão vang quay đầu nhìn sang tại chỗ chiếc quan tài hình bóng bộ xương khô giờ đã không còn nữa lão vang đứng dậy nhìn xung quanh quan tài đá mà trong lòng khó hiểu lắm lão đưa tay gãi gãi đầu miệng lẩm bẩm nói ờ, quái lạ chẳng lẽ mình hoa mắt thật rõ ràng là bộ xương nó nó nhô lên cả trên này cơ mà vừa nói lão vang vừa nhìn xung quanh xem có kiếm được miếng xương người nào rơi ra không nhưng thoạt nhiên chẳng có gì cả lão thắng lúc này cũng đứng dậy lão thở dài nói thôi chúng mày tìm làm cái gì nữa tính đêm này mày đi làm cái nghề này với tao cũng được ngót nghét hai chục năm mà còn nhát như thế đấy tôi được rồi tao nghe thấy gà gáy canh tư rồi kia kìa mau làm nốt việc đi rồi còn về lão thắng tóm lấy người lão vang rồi kéo thẳng đến bên chiếc hố đang đào dở. Lão Vang mặc dù vẫn còn nghi ngờ chiếc quan tài, nhưng lão lại không thể giải thích được những thứ vừa xảy ra. Lão thầm nghĩ có khi đúng như lời của lão Thắng nói thật. Lão hoa mắt rồi lại tưởng tượng ra cũng nên. Sau khi đào xong chiếc huyệt, lão Thắng cùng lão Vang dù cho có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể khiêng được chiếc quan tài đá kia lên. Quay sang nhìn lão Thắng, lão Vang nói anh xem, sao chiếc quan tài này nó nặng thế nhỉ? Rõ ràng lúc trước, làm gì nặng đến như thế này đâu. Rõ ràng lúc ở nhà lão quan huyện, anh em mình còn khiêng được từ dưới huyệt lên cơ mà. Lão Thắng vốn kinh nghiệm đầy mình, lão cũng cảm thấy ở đây có điều gì đó khác lạ. Lão ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lão nói. Được rồi, chú mày đứng đây đợi anh một lát. Chắc là người ta không muốn xuống đây rồi. Đoạn lão Thắng quay người chạy đi, Thấy lão thắng đang yên đang lành lại bỏ đi. Lão vang vội vàng nói. Này, ơ ơ, ơ cái anh thắng, anh đi đâu thế? Lão thắng phải phẩy tay ra hiệu cho lão vang ở lại. Lão nói. Mày cứ đứng đó đi, tao chạy ra đây một lát, tao quay lại ngay. Thế rồi bóng của lão thắng la vụt ra bên ngoài. Một lúc sau bóng lão thắng quay trở lại. Trên tay lão là mấy que hương lão đốt rồi chắp tay khấn vái. Nam mô a à di Phật Tôi tới đây cũng chỉ là nhận lời người ta Để chuyển người sang chỗ ở mới Chỗ này đất thoáng Lại thêm phần hướng ra ngoài sông Là một nơi đẹp để yên nghỉ Mong rằng người có thể thích nơi như này Sau này phù hộ cho chúng tôi công việc thuận lợi Nếu có điều gì không đúng theo ý của người Thì cứ tìm đến nhà lão hoành tri huyện Mà hỏi lão Chúng tôi cũng chỉ có thể làm được đến đây Cho người mà thôi Lão Thắng vừa nói hết câu đột nhiên có cơn gió lạnh từ đâu thổi đến cơn gió thổi mạnh khiến bụi đất xung quanh bay mù mịt cùng với đó là một điệu cười khúc khích của trẻ con vang lên lão vang kinh hãi quay sang bám chặt vào người lão thắng mà run rẩy một lúc sau gió ngừng thổi tiếng cười khúc khích kia cũng im bặt lão vang mở mắt nhìn xung quanh lão nói v vừa nãy là, là chuyện gì xảy ra thế anh ơi n nửa đêm ngoài nghĩa địa sao lại có, cục tiếng trẻ con cười thế này? Lão Thắng chỉ tay vào chiếc quan tài đá, lão lạnh nhạt nói. Là chủ nhân của chiếc quan tài này đấy, chắc là có chuyện gì khiến họ không muốn xuống đây rồi. Chú mày qua khiêng thử xem có được không? Nếu mà nhẹ thì là họ đồng ý, còn nặng thì dù chú mày với anh hay thêm ai nữa cũng không thể khiêng được đâu. Đúng như lời lão Thắng nói, chiếc quan tài lúc này trở nên nhẹ bẫng Lão Thắng cùng Lão Vang không tốn quá nhiều sức đã có thể cho chiếc quan tài xuống dưới huyệt mộ. Sau đó hai lão bắt đầu xúc từng sẻng đất mà lấp xuống. Sau khi đã lấp xong hố đất, Lão Thắng chập tay khấn. Nam mô a di đà Phật. Tôi biết người không muốn giờ đây, hoặc là có điều gì khiến người không vừa ý. Thế nhưng nếu như người cần tôi làm gì, có thể hiện về bão mộng cho tôi. Hay người cần làm bia mộ, thì nói với tôi tên tuổi, tôi sẽ đặt làm cho người. Giờ công việc của chúng tôi đã xong, chúng tôi xin phép về trước. Nam mô A Di Đà Phật. Đoạn lão thắng đưa cho lão vang ba que nhang, rồi cả hai thắp xuống dưới ngôi mộ kia. Sau khi thắp hương xong, hai lão dọn đồ rồi cùng nhau đi ra khỏi nghĩa địa. Ở bên ngoài nghĩa địa lúc đó xuất hiện bóng dáng con mèo đen đang tiến về phía ngôi mộ kia con mèo đen chạy đến dừng lại trước ngôi mộ mà kêu lên mấy tiếng. Bất giác, nó nghe hàm răng sắc nhọn, cả người nó gồng lên giống như đe dọa. Đột nhiên con mèo kêu lên một tiếng, cả người nó lao vọt vào ngôi mộ và dơ vuốt ra cảo cấu. Anh Thắng, anh có nghe thấy cái tiếng gì không? Lão Vang cùng Lão Thắng lúc này đã ra đến bên ngoài. Nghe Lão Vang hỏi, Lão Thắng cũng đứng lại nghe ngóng. Thế nhưng Lão không nghe thấy gì cả, Lão lắc đầu nói. Tiếng gì? Làm gì có tiếng gì đâu? Lão vang ra hiệu cho lão thắng im lặng. Lão hướng tay ra nghĩa địa nghe ngóng, nhưng đúng là không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Lão ra vẻ khó hiểu. Rõ ràng là em nghe thấy tiếng mèo kêu ai oán lắm, sao giờ lại không thấy nữa rồi? Lão Thắng nghe Lão Vàng nói đến tiếng mèo thì tỏ vẻ khó chịu. Lão nói, có tiếng con mèo thôi, mà chúng mày làm gì quan trọng hóa như thế? Mèo kệ nó đi, mệt bỏ mẹ ra à rồi, còn quan tâm linh tinh. Thôi, về ngủ lấy một giấc đi, ngày mai còn dậy sớm, ra đi làm vài chén rượu. Xong lão thắng quay người bỏ đi. Ở phía sau, lão vang vẫn còn đứng lại, nghe ngóng, xem có nghe thấy tiếng mèo kêu nữa không. Lão đuổi theo lão thắng mà giải thích. ấy đợi em đã anh thắng ơi, nhỡ đầu có mèo thật, anh em mình giả đập chết có phải là có bữa thịt mèo không? Chả phải thường ngày anh khoái cái món đấy nhất hay sao? Hôm nay sao mà lại không đói hoài gì thế? Lão Thắng vừa đi vừa trả lời. Thôi, hôm nay mệt bỏ sư sự ra, sực đầu mà tìm mèo nữa. Ngoài nghĩ địa chứ mày nghĩ bắt được mèo mà dễ à? Mô mà thì nhiều, đuổi làm sao được mà bắt? Thôi về đi, giờ tao muốn ngủ lắm rồi đây này. Bóng Lão Thắng cùng Lão Vang đi thật nhanh về phía trấn Kinh Môn. Trong trấn lúc này, tại nhà Tri huyện, lão Hoành bây giờ đang trong cơn say ngủ, từ bên ngoài có cơn gió lạnh thổi vào khiến cửa phòng nhà lão mở toang ra. Theo tiếng gió, điệu cười khúc khích của đứa trẻ con vang lên. Lão Hoành đang ngủ, nghe thấy có tiếng cười thì giật mình tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thấy cửa phòng mở, lão khó chịu nói: "Đêm hôm, gió đéo gì mà thổi bật được cửa ra thế này?" Vừa nói, Lão Hoành vừa bò ra khỏi giường. Lão đi đến bên cửa, đưa tay ra khép cánh cửa phòng lại. Bất giác ở sau lưng Lão, có điệu cười khúc khích vang lên. Cùng với đó là bóng người vụt qua, khiến Lão Hoành giật mình quay lại. Lão nhìn xung quanh phòng mà lên tiếng hỏi. Đưa nào, đưa nào đi hả? Lão im lặng chờ đợi. Trong phòng, bầu không khí chìm trong im lặng. Lão Hoành còn đang ngó ngang ngó dọc thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Điệu cười khúc khích theo đó mà vọng vào trong phòng. Lão Hoành giật mình quay lại. Lão đặt tay vào cửa rồi mở phăng cánh cửa ra. Lão ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Nhưng rồi bên ngoài trước cửa phòng lão lại chẳng có gì cả. Nghĩ có đứa nào trêu mình, lão Hoành bực lắm. Lão đi thẳng ra bên ngoài mà tìm kiếm xung quanh. Nhưng rồi lão chẳng tìm thấy ai cả. Trong phòng thì bà Hoa giật mình tỉnh dậy. Quay sang không thấy ông Hoành đâu. Bà liền ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm. Thấy cửa phòng mở, bà Hoa đi ra. Đúng lúc đó lão Hoành đang đi từ bên ngoài đi vào. Vì mải mê để ý bên ngoài xem đứa nào trêu mình mà lão Hoành không biết bà Hoa đang đứng trước mặt. Cho đến khi lão quay đầu lại thì giật mình đánh thót Lão lắp bắp nói. Bà, bà làm cái gì mà? Ra đi giờ này thế hả? Giỏi ôi là giỏi. Lần sau bà buộc cái tóc lên cho tôi được không? Tóc tài xóa sợi thế này. <laughs> Ghê chết đi được. Bà Hoa thấy lão chồng đang yên đang lành, lại câu gắt thì khó chịu nói. Ơ ừ, hay cái ông này? Tìm hôm ông ra ngoài này làm gì hả? Rình rình núp núp, cứ như quân trộm cắp thế này. Lão Hoành trong người đang sẵn khó chịu, lại thêm mụ vợ khiến lão khó chịu lắm. Nhưng rồi vì bà Hoa vợ lão đang mang thai, nên lão không thèm chấp với mụ. Lão đi vào trong phòng đóng chặt cửa, chỉ tay về phía giường lão nói. Tôi được rồi, bà đang bầu bì thế này, vào giường nghỉ đi, để tôi đưa bà vào. Lão Hoành đỡ bà Hoa quay trở lại giường. Cùng lúc đó ở sau lưng lão, điệu cười khúc khích lại vang lên. Cùng với đó là bóng người giống như là đứa trẻ, chạy vụt ngang qua, khiến lão Hoành giật mình quay lại. Lão cau mày, ra vẻ khó hiểu. Chẳng nhẽ là lão từ nãy đến giờ ảo giác, chứ phòng lão thế này không thể nào có người chạy qua mà lão không biết được. Lão Hoành đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn lại xung quanh. Trong phòng lão vốn chẳng có bóng người nào xuất hiện cả. Bà Hoa thấy lão Hoành tự nhiên dừng lại thì ra vẻ khó hiểu. Bà quay sang nhìn lão mà hỏi. Ông Hoành, ông làm sao thế? Thế có chuyện gì à, không có gì. Đi vào giường thôi, không có gì đâu. Lão Hoành cười gượng rồi đỡ bà Hoa vào trong giường. Nằm trên giường, Lão Hoành hai mắt nhắm hờ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Bên ngoài, tiếng gà gáy canh năm như báo hiệu ngày mới sắp đến. Trên dưới nhà quan chỉ huyện, tiếng bước chân của đám người làm vang lên. Trong tiếng bước chân đó, dường như còn xuất hiện tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con tiếng cười đó vang vọng từ trong căn phòng vợ chồng lão hoành mà vọng ra bên ngoài ông ơi ông dạ bẩm ông ở nhà xảy ra chuyện rồi ông ơi sáng hôm đó lão hoành có công việc phải giải quyết ở bên ngoài trấn kinh môn lão còn đang chỉ đạo mấy tên lính sai làm việc thì từ xa có giọng của bà lý mếu máu vang lên đợi cho bà lý chạy lại gần lão hoành lúc này mới lên tiếng nói làm sao ơ hay làm cái gì mà cứ nhốn nhắn hết cả lên vậy bà? Bà Lý sắc mặt lúc này tái mét cả lại. Có lẽ vì chạy một đoạn xa khiến bà mệt đứt cả hơi. Bà nói bằng giọng run rẩy Dạ, 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 tư, 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 mẹ của ông, bà, bà mất rồi ạ. À. Còn phải qua đây gọi ông về ngay, để ông còn chuẩn bị công việc ở nhà. Lão Hoành mặc dù đã lường trước được việc mẹ ông có thể mất bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi nghe bà Lý nói xong, lão vẫn có phần giật mình, hai chân lão hoành lảo đảo, chỉ tay về phía nhà mà nói: "chúng mày tạm dừng công việc, đưa ông về nhà, nhanh lên." đám lính sai không đứa nào dám cãi lại nửa lời, chúng nó vội vàng dừng lại tất cả công việc, rồi đưa lão hoành quay trở lại nhà. vừa về đến đầu cổng, lão hoành đã nghe thấy tiếng khóc của bà hoa vọng ra đi đến bên cửa, đưa bàn tay run run đẩy nhẹ cửa phòng. Vào bên trong, lão nhìn người đàn bà nằm trên giường mà run rẩy gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Lão Hoành ngồi sụp xuống bên giường mà không kiềm chế được cảm xúc. Bà Hoa ở bên, dựa đầu vào ngực của lão. Cả người bà lúc này mệt như cả đi. Lão Hoành thấy vợ mình hơi thở yếu ớt thì liền quay sang chỗ bà Lý. Bình, Bình ơi, em sao rồi? Sao cả người nóng gian hết cả lên như thế này? Bà Lý, bà Lý đâu? Bà Lý cùng đám người còn đang đứng ở bên ngoài cửa. Nghe thấy Lão Hoành gọi, bà Lý vội vàng chạy vào bên trong. Bà đi đến sau lưng Lão Hoành mà lên tiếng. Dạ, dạ thưa ông, ông cho gọi tôi à? Bà mốt cho người, qua mời thầy Phong, sang xem bệnh cho vợ tôi nhanh lên. Gọi thêm hai đứa nữa, đỡ vợ tôi về phòng dạ dạ vâng thưa ông tôi đi làm ngay bà lý cuống cuồng đi ra bên ngoài bà gọi hai con người ở đỡ bà hoa về phòng còn bản thân bà thì chạy nhanh ra bên ngoài ngày hôm đó dưới sự chỉ đạo của lão hoành đám tang mẹ lão nhanh chóng được diễn ra đoàn người qua chia buồn xếp thành một hàng dài nói cho cùng thì lão hoành cũng là quan tri huyện vậy nên người ta kéo sang nhà lão đông lắm đám tang của mẹ lão hoành diễn ra đến đêm muộn lúc này người qua nhà lão lần lượt kéo nhau ra về lão hoành ngồi trước quan tài của bà cụ mà thở dài lão tuy rằng nổi tiếng tham lam chuyên cậy chức cậy quyền mà vơ vét của cải của người dân nhưng về khía cạnh gia đình lão lại là một người con hiếu thảo một người chồng hết sức thương vợ con lão hoành còn đang ngồi bên cạnh linh cữu của bà cụ bên ngoài bóng của bà lý tiến vào bà lý cúi đầu nhìn lão nói dạ bẩm ông quan khách đã về hết ông có muốn về phòng nghỉ ngơi không ạ à? lão hoành lắc đầu thở dài lão quay sang nhìn bà lý nói tôi không sao đêm nay cứ để tôi ở đây với mẹ tôi nốt đêm cuối cùng vợ tôi sao rồi thầy phong đã qua xem bệnh tình cho bà ấy hay chưa bà lý ngồi xuống bên cạnh lão hoành bà thò tay nhặt từng tờ tiền vàng cho vào chậu để đốt vừa đốt bà vừa nói dạ thầy phong đã qua thăm khám cho bà rồi thưa ông thầy nói lại là do bà đang mang thai gặp phải cú sốc nên cơ thể mới bị như vậy chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là bà sẽ khỏe lại ngay thôi ạ à? được thế thì tốt bà xem cho người mua đồ về tầm bổ cho vợ tôi nhớ phải cử người ở bên để chăm sóc vợ tôi cho cẩn thận bái mà xảy ra chuyện gì Cẩn thận cái đầu của bà Cùng đám người làm nghe chưa Bà Lý nghe lão hoành nói đến đây Thì sợ lắm Bà vội vàng nói Dạ dạ thưa ông tôi biết rồi Tôi không dám lơ là đâu ạ à. Đoạn bà Lý chào lão hoành Rồi đi ra bên ngoài trong phòng lão hoành nhìn về phía quan tài rồi chả biết ngủ gật từ bao giờ bên ngoài cửa lúc này chỉ còn hai tên lính đang canh trực ở ngoài cửa một trong hai đứa lúc này mới lên tiếng nói này tao nghe nói quan nhà mình tính chôn cất mẹ ở sau nhà luôn đấy người lính canh còn lại nghe người kia nói xong thì liền nói tiếp ô thế giờ nhà ông mới biết à chính là cái hố sau nhà đấy trước bên ngoài đó là một ngôi mộ khác nhưng mà quan nhà mình biết mẹ sắp chết nên đã gọi người đến đào luôn cái mộ đó chuyển đi sau đó để chôn cái hố đợi ngày chuyển mẹ quan xuống đó mà kể cũng lạ thật. tối hôm trước quan chuẩn bị mộ cho mẹ, thế mà sáng hôm sau mẹ quan tiêng mà lại chết ngay được. tôi là tôi không biết, chỉ là trùng hợp, hay là động chạm cái gì cũng nên. tên lính sai vừa nói vừa lắc đầu thở dài. cuộc nói chuyện của hai người vẫn cứ tiếp tục diễn ra. bất giác có bóng thứ gì nhảy vụt ngang qua trước mặt hai tên lính sai làm cả hai giật mình quay sang. Trong góc tối xuất hiện cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía hai người. Một tên lính thấy cặp mắt kia thì run rẩy nói. Mày, mày, mày có thấy cái, cái gì kia không? Người lính còn lại nhìn về phía cặp mắt đỏ mà lắc đầu ra vẻ không hiểu. Thế rồi đúng lúc hai tên lính còn đang chưa biết xử lý ra sao thì đột nhiên có tiếng mèo kêu lên. Từ trong bóng tối, dáng con mèo chậm rãi bước ra nó đi đến đứng trước mặt hai người lính mà kêu lên từng tiếng thấy con mèo một tên vội vàng đi ra hắn cầm chiếc gậy nhắm con mèo mà đánh đuổi chỉ thấy con mèo kêu lên một tiếng mà vọt người nhảy đi cùng lúc đó bên trong căn phòng gần đó bà hoa lúc này đang ngủ ở trên giường đột nhiên cánh cửa phòng bà mở ra bóng đứa trẻ con chạy đến chỗ giường bà hoa đang nằm trong phòng điệu cười khúc khích vang lên Điệu cười của nó khiến bà Hoa giật mình tỉnh dậy. Vươn cơ thể mệt mỏi, bà cố gắng bỏ dậy. Bà nhìn xung quanh xem điệu cười phát ra từ đâu. Cho đến khi trước mắt bà xuất hiện đứa trẻ con đang đứng ngay ở bên giường. Đứa trẻ độ tầm 7-8 tuổi, mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là bộ quần áo đứa bé đang mặc. Nhìn qua đứa trẻ, bà Hoa có thể đoán được đứa trẻ này cũng xuất thân từ gia đình quyền quý bà hoa cố gắng ngồi dậy bà mệt mỏi hỏi cháu gái cháu là ai sao đêm hôm lại ở trong phòng ta như thế này đứa trẻ không nói không rằng nó đứng im bên giường nhìn chằm chằm về phía bà hoa thế đứa trẻ không trả lời mình bà hoa hỏi tiếp cháu sao ta hỏi cháu không trả lời thế cháu là con gái nhà ai bố mẹ cháu đâu đoạn bà hoa đưa tay về phía đứa trẻ kia khi tay bà sắp chạm vào người đứa trẻ thì đột nhiên nó nhoẻn miệng ra cười lanh lảnh gương mặt của nó vặn vẹo từ lồng ngực tiếng sườn vàng đền răng rắc cùng với đó máu từ ngực đứa trẻ bắt đầu chảy ra từng chiếc xương sườn bị gãy chọc thẳng qua ngực của nó mà lòi ra bên ngoài bà hoa kinh hãi theo phản xạ dạ, bà rụt tay lại nhìn về phía đứa trẻ bà lắp bắp nói cháu 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 là ai Đứa trẻ ngẩng mặt nhìn về phía bà Hoa mà cười lên khẳng khặc. Từ miệng nó máu tươi bắt đầu chảy ra, khóe miệng nó giật giật. Nó nhìn về phía bà Hoa mà cất giọng nói. Tôi là ai à? Đến giờ bà còn hỏi tôi là ai? Bao năm nay tôi giúp đỡ gia đình bà, giúp đỡ cho chồng bà. Vậy mà nhà bà lại ngang nhiên đào tôi lên vứt ra bên ngoài không những thế Nhà bà còn lấy vàng của tôi Bẻ gãy xương tôi Nhà bà sẽ phải trả giá Tôi sẽ giết Giết hết Nói xong đứa trẻ cười lên khẳng khặc Nó bước từng bước chậm rãi Đi thẳng đến chỗ bà Hoa đang ngồi Máu từ ngực nó vẫn không ngừng chảy ra Nhỏ tong tỏng xuống dưới giường Chiếc chăn bà Hoa đang đắp Dần chuyển sang một màu đỏ máu Bà Hoa kinh hãi gương mặt bà run lên, từng đường cơ thịt cũng theo đó mà giật giật. Bà nhìn đứa trẻ kia mà run rẩy nói: "Đừng, đừng lại gần đây, tôi không quen cháu, cháu đừng ở lại đây." Mặc cho bà Hoa van xin, đứa trẻ vẫn đi sát lại chỗ bà, cho đến khi gương mặt của nó áp sát lên gương mặt bà Hoa. Hai con mắt đứa trẻ lúc này đảo liên hồi, từ khóe miệng của nó máu tươi nhỏ xuống ướt hết phần trước ngực bà hoa đột nhiên nó thọc tay vào trong lồng ngực móc ra quả tim còn đang đập đưa quả tim về phía bà hoa nó thích thú nói bà ăn đi ăn tim của tôi đi rồi tôi tha cho <laughs> ăn đi tôi nói bà ăn đi cơ mà bà ăn ngay cho tôi bà hoa kinh hãi bà lắc đầu nguầy nguậy hai mắt bà nhắm tiệt lại. Trên gương mặt của bà, hai dòng nước mắt rơi ra. Bà Hoa run dậy nói, Không, không, tôi, tôi không ăn đâu, đừng dọa tôi nữa, tôi không ăn đâu. Bà Hoa cứ thế ngồi ở góc giường mà lắc đầu nói, cho đến khi có giọng nói vang lên ở bên tai. Bà ơi, bà, bà làm sao thế này bà ơi, sao người bà nóng thế này? Nhận ra là giọng nói của bà Lý, bà hoa giật mình tỉnh dậy bà nhìn ngang nhìn dọc quay sang nhìn bà lý mà vội vàng hỏi bà lý nó đâu nó đâu rồi đứa trẻ cứ đâu rồi bà lý không hiểu bà hoa nói gì bà nhăn mặt khó hiểu bà lắc lắc đầu nói dạ thưa bà nó là ai ạ ở trong này ngoài bà với tôi ra làm gì còn ai nữa đâu bà hoa ngó nhìn xung quanh cho đến khi không thấy ai mới nhìn bà lý mà hỏi thêm cái đứa trẻ con đó khi nãy nó còn đứng ở cạnh tôi cơ mà đứa trẻ đó đáng sợ lắm nó còn móc tim nó cho tôi ăn nữa bà không thấy nó thật sao à bà lý bà nói tôi biết bà không thấy nó thật sao dạ thưa bà tôi nói thật mà từ lúc đưa bà về đây đến giờ tôi vẫn luôn túc trực ở bên cạnh bà khi nãy tôi thấy bà mồ hôi ra nhiều cả người bà nóng bừng lên tôi sợ bà sốt cao nên mới gọi bà dậy thế bà thấy trong người sao rồi Cô cần tôi đi bẩm báo ông Rồi mời thầy Phong qua xem lại bệnh tình cho bà hay không Bà Hoa nhìn bà Lý Rồi lại nhìn xung quanh Miệng bà lẩm bẩm nói Quái lạ Chẳng nhẽ mình mơ sao Rõ ràng là nhìn như thật Bà Lý thấy bà Hoa lẩm bẩm Nói mà không nghe rõ bà nói gì Bà hỏi lại Dạ thứ bà Bà nói gì tôi nghe không có rõ Quay lại phía bà Lý, bà Hoa xua xua tay nói không có gì không sao đâu bà đỡ tôi nằm xuống là được rồi bà hoa xoay người tính nằm nghiêng xuống giường nhưng rồi cũng chính vào lúc đó qua lớp màn chắc bà hoa thấy lớp ló bên ngoài có bóng dáng đứa trẻ đang đứng ngay trước cửa ra vào bà chỉ tay ra bên ngoài mà run rẩy nói bà lý ngoài cửa ngoài cửa có ai bà lý nghe bà hoa nói như vậy thì cũng quay lại Bà kéo chiếc rèm mỏng chắn ra nhìn, nhưng bên ngoài cửa làm gì có ai đâu. Bà Hoa lúc này sắc mặt hiện lên vẻ khó hiểu, rõ ràng là khi nãy bà thấy có bóng người, giống như là đứa trẻ con đang đứng ở ngoài cửa ra vào. Tại sao khi kéo rèm chắn ra lại không thấy đâu nữa? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu của bà mà không thể giải thích. Bà Lý quay sang đưa tay đỡ bà Hoa mà nhẹ giọng nói: "Bà Chắc là bà sốt rồi mắt mũi lại kém đi đấy. Bà nằm xuống nghỉ đi. Thuốc tôi đã cho người sắc xong. Đợi chút nguội rồi tôi cho bà uống nhé. Nằm xuống giường, bà Hoa thở dài nhìn bà Lý mà lo lắng hỏi. Tôi không sao. Bà không cần gọi thầy qua đâu. Thì việc ở nhà sao rồi? Công việc lo cho mẹ tôi giải quyết ổn thỏa rồi chứ. Bà Lý kéo chiếc chăn đắp ngang người cho bà Hoa. Lấy chiếc quạt giấy ra phe phẩy qua lại, bà lý nhẹ giọng nói: dạ, bà đừng lo, mọi việc ông chủ đã chỉ đạo đâu ra đó rồi ạ. À? sáng mai đúng giờ thìn sẽ đưa bà ra sau nhà để chôn cất. ông có dặn tôi là nói với bà nếu như bà mệt thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. mọi chuyện ngoài đó đã có ông lo ạ. À? bà hoa gật đầu với bà lý, sau đó nhắm mắt rồi thả người nghỉ ngơi. ở bên ngoài có bóng đứa trẻ con đi ngay trước cửa ra vào phòng bà. đứa trẻ con đứng ngay ngoài cửa nhìn về phía giường bà lý rồi quay người bỏ đi sau lưng nó có con mèo đen lẽo đẽo chạy theo sau đi ngang qua phòng bà hoa con mèo đen kêu lên mấy tiếng rồi vọt người nhảy đi ở bên ngoài có tiếng gà gáy canh tư vang lên vọng từng góc ngách tại thị trấn kinh môn cháu gái cháu là ai sao lại đứng ở ngoài đó làm gì thế này tại căn nhà nhỏ bên trong trấn kinh môn Lão Thắng đang ngủ say giấc thì bị tiếng gọi của đứa trẻ con làm cho tỉnh giấc. Lão quay người nhìn ra bên ngoài. Trước mặt lão xuất hiện đứa trẻ con đang đứng nhìn lão. Lão Thắng vừa hỏi xong thì giọng nói của đứa trẻ vang lên ngay sau đó. Ánh mắt nó đượm buồn, nó sụt sùi khóc. Chào chú, cháu chính là người mà chú đưa ra nghĩa địa đêm hôm qua. Chú làm bia mộ cho cháu nhé. Lão thắng nghe thấy đứa bé nói, nó chính là người trong quan tài đá thì giật bắn cả người. Lão ngồi dậy, nhìn về phía đứa bé mà lắp bắp nói: "Cháu, cháu chính là đứa bé đó thật hay sao? Thế thế cháu tên gì? Muốn là bia mộ như thế nào?" Đứa trẻ con suy nghĩ một hồi, nó cất giọng nói: "Dạ, cháu tên Nguyễn Thị Nhi, cháu sinh năm, chết năm hưởng dương 8 tuổi." Cháu thích bia mộ hình vuông làm bằng đá chú làm cho cháu nhá lão thắng nghe đứa trẻ nói đến đây thì đồng ý ngay lão nhìn nó hỏi thêm à, được rồi chú sẽ nhờ người làm cho cháu thì ch cháu còn muốn chú làm thêm gì cho cháu hay không đứa trẻ gật đầu nói dạ cháu thích ăn bánh nếp lắm chú làm bánh nếp cho cháu ăn nữa nhá à, được, được được mà mai mai chú làm cho cháu Lão Thắng vừa nói hết câu thì bóng đứa trẻ kia nhạt dần rồi tan biến. Chính vào lúc này, lão Thắng giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài cửa nhà lão bị mở ra từ bao giờ. Lão Thắng mệt mỏi bò dậy, lão đi ra bên ngoài rồi tiện tay đóng chặt cửa lại. Quay vào giường, lão nghĩ lại giấc mơ khi nãy. Vậy là đứa trẻ đó đã nghe thấy lời lão khấn vái. Lão liên tiếp thở dài không biết đó liệu có thực sự là đứa trẻ về báo mộng lão hay không, hay chỉ là do lão suy nghĩ quá nhiều rồi ngủ mơ. Lão Thắng quay ngang quay dọc chằn chọc không ngủ được. Mụ vợ lão lúc này tỉnh giấc, bà lên tiếng hỏi: "Ơ hay, ông làm sao thế? Sao mà cứ ngọ nguậy liên tục thế? Để tôi ngủ sáng mai còn dậy sớm ra chợ huyện mua đồ nữa chứ." Nghe mụ vợ nhắc đến mua đồ, Lão Thắng buộc miệng nói thêm vào. Mai bà đi chợ, mua cho tôi 5 cái bánh nếp nhé. Mộ vợ nghe thấy Lão Thắng bảo mua bánh nếp thì lèm bèm nói. Ông thèm ăn bánh nếp đi à? Mai giữ ông nội rồi, đồ ăn thì đầy ra. Ông ăn bánh nếp làm gì? Để hôm khác rồi ăn. Ăn muộn mấy hôm đâu có chết ai. Lão Thắng thấy con mộ vợ không hiểu ý thì khó chịu nói. Ờ hai cái bà này, tôi nói bà đi mua bánh nếp Bà cứ đi mua đi. Tôi có nói là tôi ăn à? Hay sao mà bà bảo tôi ăn vậy? Nhớ mày mua cho tôi năm cái. Tôi mang đến có công việc. Mụ vợ lão còn đang trong cơn ngái ngủ. Nên cũng không muốn đôi co với lão làm gì. Mụ thở dài nói. Được rồi. Bánh nếp thì bánh nếp. Ông làm gì mặc xác nhà ông? Năm cái đúng không? Rồi. Sáng mai tôi mua cho. Lão Thắng nghe mụ vợ nói thì đáp cụt ngộn. Ờ, à, năm cái nhớ là năm cái đấy nhá rồi nhớ rồi cuộc nói chuyện của lão Thắng và mùa vợ đến đây thì dừng lại căn nhà ngói nhỏ dần chìm vào yên bình bên ngoài sân có con mèo đen vẫn còn đi qua đi lại trước sân nhà lão thi thoảng nó lại kêu lên mấy tiếng sau đó nó quay đầu nhảy đi dọc theo đường làng Trấn kinh môn thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng mèo kêu lên tiếng của nó nghe thê đương lắm cứ thế vang vọng dọc theo từng ngóc ngách to nhỏ trong chấn. Thầy Lương lúc này đang trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng mèo kêu, thầy thở dài nói: "Lại vong quỷ ở đâu, quấy phá thế này? Cái chấn này dạo này phần âm thịnh quá, không biết là đêm gì lại sắp đến nữa đây." Ê, Âu thì mọi thứ trên đời đều có cần nguyện. Quỷ có thể đến cũng có thể đi. Chỉ có ác niệm là luôn theo chúng ta đến cuối cuộc đời. Thầy Lương nói xong, rồi lại nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Trên trời từng cơn gió vần vũ thổi đến, mây đen cũng theo đó mà kéo đến ngày càng dày đặc. Mặt trăng vừa khi nãy còn chiếu sáng cả chấn kinh môn, thì bây giờ đã bị mây đen che lấp. Tại nhà lão Hoành, quan trì huyện, xung quanh nhà lão đám người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại vài tên lính canh ngủ gà ngủ gật đứng bên cửa. Trong phòng bà Hoa, sau khi uống thuốc xong đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ở bên cạnh, bà Lý cũng gục đầu xuống giường mà ngủ thiếp đi. Bóng đứa trẻ con xuất hiện đứng ở bên giường. Nó nhìn về phía bà rồi quay người bỏ đi. Bóng của nó in ra bên ngoài sân, hướng đến căn phòng đang lập lè ánh đèn dầu mà đi đến. Vừa đi nó vừa nhoẻn miệng ra mà cười khúc khích điệu cười của đứa trẻ con vang vọng quanh khuôn viên phủ quan tri huyện. Bên trong phòng, Lão Hoành có lẽ vì mệt quá mà nằm xuống bên cạnh quan tài mà ngủ thiếp đi. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này giống như là tiếng chạy nhảy thì đúng hơn. Tiếng động nó cứ dội thẳng vào trong phòng. Cùng với đó là điệu cười khúc khích giống như trẻ con trêu đùa vang lên. Lão Hoành có lẽ vì quá mệt nên không nhận ra những âm thanh đó. Ngay ngoài cửa ra vào, bóng dáng đứa trẻ con xuất hiện. Nó đi thẳng đến chỗ lão hoành mà cất tiếng gọi. <laughs> dậy đi, mau dậy đi, tôi đến chơi với ông này, ông dậy đi. Giọng nói của đứa trẻ con như xoáy sâu vào trong đầu, khiến lão hoành giật mình tỉnh dậy. Lão ngó nghiêng xung quanh nhưng không phát hiện ra tiếng nói kia phát ra từ đâu cả. Thế rồi khi lão quay sang chỗ quan tài ngay lập tức, chiếc quan tài rung lắc mạnh. Từ bên trong quan tài xuất hiện điệu cười khúc khích vang lên. Cùng với đó là chiếc quan tài đột nhiên rung lên bẩn bật. Lão Hoành thấy lạ, giật mình ngồi ngược lại. Miệng lão u ớ gọi, Ng Người đâu? Chúng mày đâu rồi? Chúng mày đâu hết cả rồi hả? Lão Hoành gọi đến khàn cả giọng mà vẫn không thấy có ai đi vào. Chiếc quan tài trước mặt lão bây giờ rung lắc ngày một mạnh hơn đột nhiên nắp quan tài vang lên những âm thanh răng rắc giống như là đinh đang bị nhổ ra vậy thế rồi nắp quan tài bị đẩy bung ra từ bên trong xuất hiện thân ảnh đứa trẻ con nhô đầu chui lên gương mặt của nó trắng bềnh bệch nhìn về phía lão hoành mà nhoẻn miệng ra cười khúc khích điệu cười của nó khiến lão hoành run lên vì sợ vừa cười đứa bé vừa đứng người dậy để lộ ra phần ngực bị rách toạc cả ra máu me từ bên trong không ngừng tuôn ra nhỏ tông tỏng xuống dưới quan tài nhìn về phía lão hoành đứa trẻ gần giọng nói trả vàng cho tôi ông trả vàng cho tôi đi vàng đó là vòng mẹ tôi làm cho tôi đấy ông trả vàng cho tôi đi lão hoành vốn tính tham lam lại thêm lão coi vàng còn hơn cả mạng sống lão gần giọng nói không tao không đưa cho mày đâu vàng của tao Mày là đứa nào mà dám lấy vàng của tao Còn chết Tao cũng không đưa cho mày đâu Sắc mặt đứa trẻ trở nên lém lỉnh Nó nhìn lão hoành mà nở ra nụ cười quái dị Tiếp theo đó Nó thỏ tay xuống dưới quan tài xác người mẹ của lão Cũng bị nhấc lên ngay sau đó Lão hoành thấy vậy Thì cả người run lên Lão vội vàng hỏi Mày, mày muốn làm gì Thả mẹ tao ra Mẹ tao chết rồi Thả mẹ tao ra M mày, mày muốn làm gì hả? Dừng lại. Dừng tay lại cho tao. Chúng ch mày đâu? Vào gô cổ nó ra cho tao. Chúng mày đâu? Giọng lão hoành lúc này như lạc cả đi, lão chỉ tay về phía đứa trẻ con mà gằn giọng. Tưởng rằng sau những lời dọa dẫm của lão sẽ khiến đứa trẻ kia dừng tay lại, nhưng không, nhìn về phía lão, đứa trẻ nói bằng giọng thách thức. Ông không trả vàng cho tôi hả? À? Ông lấy vàng của tôi Thế tôi lấy mẹ của ông Đổi lấy vàng <laughs> Đổi vàng lấy mẹ Vừa nói đứa trẻ vừa đưa tay túm lấy đầu người đàn bà mà giật mạnh. Bàn tay nhỏ bé của nó nhìn chỉ bằng một phần nhỏ của đầu người. Vậy mà chỉ cần một cái giật mạnh đã khiến đầu người đàn bà bị giật đứt lìa khỏi người. Nhìn thân xác mẹ mình bị hành hạ, lão hoành không chịu được mà gần giọng Không, không được. Mẹ tao, để cho mẹ tạo yên mày mày là đứa nào hả? Mặc cho lão hoành gào thét, đứa trẻ vẫn chăm chú nghịch ngợm xác của bà cụ kia. Nó tóm lấy tay bà cụ mà giật phăng ra làm đôi, hướng người bà cụ về phía lão hoành. Nó cười nói: ông làm gãy xương ngực tôi, Sợ ở ngực tôi đau lắm. Tôi lấy xương mẹ ông lắp vào người. Nói xong, đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn của nó thọc mạnh vào ngực người đàn bà mà kéo ra từng miếng xương sườn. Sau đó nó lắp miếng xương sườn vào ngực của mình mà cười lên đầy khoái chí. Lão Hoành lúc này đã sợ lắm rồi. Cả người lão tê dại, lão run rẩy nói không nên lời. Cũng chính vào lúc đó, đột nhiên đứa trẻ kia cầm cái đầu của bà cụ nhìn về phía lão Hoành mà lên giọng nói. Tôi chơi chán rồi, tôi trả lại mẹ trông đấy nói xong nó cầm đầu người đàn bà mà ném nhanh về phía lão hoành nhìn đầu mẹ mình bị giật đứt lìa nằm trước mặt lão hoành lại rú lên trong kinh hãi thế rồi lão giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh lấy một lượt sau đó lão nhìn về phía chiếc quan tài thấy mọi thứ vẫn yên bình lão thở phào nhẹ nhõm lão thầm nhủ vậy là khi nãy lão vừa trải qua một cơn ác mộng thế nhưng cơn ác mộng đó cũng quá là thật khiến cho lão nghĩ lại thôi cũng đủ để cả người run lên lão quay ra bên ngoài mà cất tiếng gọi chúng mày chúng mày đâu cả rồi sau câu nói của lão hoành hai người gác cửa quay người đi vào dạ thưa ông cho gọi con lão hoành thực ra gọi hai đứa nó là để xem chúng nó còn đứng gác ngoài cửa hay không thấy hai đứa nó vẫn ở ngoài lão thở vào nhẹ nhõm Lão vẫy tay cho chúng nó ra ngoài rồi hạ người nằm xuống. Giấc ngủ nhanh chóng quay trở lại. Điều mà lão hoành không hề hay biết chính là lúc này từ trong quan tài có dòng máu tươi đang ngày một dị ra. Dòng máu tươi ngấm qua khe gỗ quan tài rồi nhỏ xuống bên dưới mặt đất. Bên ngoài sân xuất hiện con mèo đen nhảy tới. Nó kêu lên mấy tiếng rồi lại vọt người nhảy lên trên một cảnh cao hai mắt nó chăm chú, nhìn thẳng về chỗ quan tài, giống như là đang theo dõi vậy. Sáng hôm sau, người dân tại Trấn Kinh Môn hiếu kỳ việc lão hoành chôn sắc mẹ ở sau nhà. Tiếng bàn tán của người dân trong trấn rầm rì vang lên. Sau câu nói của người đàn bà kia thì ngay lập tức giọng nói của người đàn ông kế bên nói theo. Ôi dào, cái này thì có là gì đâu. Người chết là mẹ ông ấy, chứ phải ai đâu mà lo. Nhà tôi mà có đất Tôi trôn hết ở nhà trốn nó lành. Ra ngoài cái điện làm gì cho nó chật trội ra. Các bà cứ phải làm quá lên. Mà bây giờ cũng sắp đến giờ. Bên đó làm lễ hạ huyệt cho đấy các bà nhỉ. Có ai cùng tôi đi qua xem nó như thế nào không? Sau câu nói của người đàn ông, nhóm người kéo nhau tiến về phía nhà quan tri huyện. Đúng lúc Lão Thắng từ xa đi đến, người đàn ông lên tiếng gọi. Ồ, chú Thắng đi đâu thế này? Thế hôm nay chú không ở nhà quan huyện để trôn cất hay sao? Nghe thấy có người hỏi mình, Lão Thắng quay người nhìn sang, nhận ra là Lão Đông liền vui vẻ nói. À, bác Đông đấy hả? Em đi ra ngoài đây có chút chuyện. Việc nhà quan huyện đã có thằng Vang nó ở đấy chỉ đạo hộ em rồi. Thế mấy bác đi đâu mà kéo nhau đông thế này? à, chúng tôi đi sang nhà quan huyện, xem bên đó chôn người sau nhà thế nào. Mà chắc chú Đào huyện thì biết quá rồi đúng không? Thế nhà quan huyện chôn mẹ ở đâu thế? Nghe Lão Đông hỏi, Lão Thắng đi đến nhà giọng nói. Các bạc chưa biết đúng không? Thực ra là sau nhà quan có một ngôi mộ chắc từ lâu năm rồi. Quan huyện thuê em cùng thằng Vang đào mà người ta lên. Sau đó mang ra nghĩa để chôn Rồi hôm nay hạ mộ của mẹ quan xuống dưới đó. Nghe Lão Thắng kể đến đây. Một bà trong nhóm không kìm chế được mà rú lên. Ô, ô, ô dồi ôi, thật thế hả? Khiếp, quan gì mà lại làm như thế? Vậy thì có khác nào mộ trong mộ đâu cơ chứ. Nhà người ta ở đó đẻ lên làm sao mà được. Như thế là không được rồi. Kỵ, kỵ lắm đấy chú ơi. Lão Thắng thở dài nói. Em cũng biết là như vậy. Nhưng mà các anh các chỉ biết rồi đấy. Quan là người cầm quyền. Một khi quan mà đã quyết, ai dám trái lời quan. Em mà cãi lại, có khi lại đi tù mọt công chứ trả trời. Mọi người nghe Lão Thắng nói có phần đúng. Trước giờ làm gì có ai dám làm phật ý các quan bao giờ, dù cho là quan lớn hay quan bé, nhưng nếu như người dân như các lão ở đây mà làm quan phật ý thì chỉ có nước chết mà thôi. Nhìn túi bánh nếp trên tay lão Thắng, một người tò mò hỏi: "Ê, hôm nay chú Thắng lại có tâm trạng ăn bánh nếp đấy cả. Chú ăn gì mà tận 5 cái thế? Cho xin cái xem nào." Lão Thắng thấy người kia nói vậy, vội vàng xua tay. "Ê, không được." bánh này là em mang ra nghĩa địa thắp hương bây giờ đấy. À đấy, nhạc mình nhớ, công việc các bác cứ đi qua bên nhà quan huyện tiếp đi. Em ra nghĩa địa chút rồi em quay lại. Nói xong lão thắng quay người bỏ đi. Lão đi liền một mạch ra bên ngoài nghĩa địa. Đến trước ngôi mộ mà hôm trước lão cùng lão vang chôn Lúc này lão thắng nhìn ngôi mộ mà dọn hết cả người. Chẳng hiểu sao ngôi mộ mới chôn được có hơn một ngày mà bây giờ cỏ xanh mọc phủ kín hết cả. Lúc ra đến nơi, lão còn nghĩ mình đi nhầm mộ. Cho đến khi nhìn xung quanh, vẫn thấy dấu vết mới đảo hôm trước, lão mới dám khẳng định là ngôi mộ đứa nhỏ kia. Xếp năm cái bánh nếp và một chiếc đĩa, lão châm hương rồi bắt đầu lầm nhầm khấn. Hai mắt lão nhắm hờ, ra vẻ thành tâm lắm. Lúc này từ đâu có cơn gió lạnh thổi đến, khiến lão thắng khẽ dùng mình. Miệng lão vẫn còn lầm nhầm khấn. Người ta nói, nếu khi chúng ta nhầm khấn, mà có gió lạnh thổi đến hoặc là cảm giác gần gợn người thì người chúng ta khấn đang đứng ở ngay bên cạnh chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là họ đang nghe được những lời của ta nói. Khấn xong lão thắng chắp tay vái lấy ba vái rồi thắp hương cho đứa trẻ kia. Thắp hương cho đứa trẻ xong, lão quay người rời đi. Khi lão vừa đi được vài bước chân thì ở sau lưng lão có giọng nói trẻ con vang lên. Chú, cháu cảm ơn chú chú là người tốt sau này cháu sẽ phù hộ cho chú giọng nói của đứa trẻ khiến lão thắng giật mình quay lại lão nhìn ngang nhìn dọc nhưng không thấy bóng dáng đứa trẻ con nào quanh đây cả lão đưa tay lên xoa xoa đầu rồi mỉm cười rời đi chú thắng ở đây đây này lão thắng vừa đi đến cổng nhà quan huyện đã nghe thấy tiếng lão đông gọi thấy ông Đông lão thắng liền đi tới lão lên tiếng hỏi sao rồi bác ở đây công việc đến đâu rồi ông Đông lắc đầu nói công việc sắp xong rồi bây giờ chuẩn bị đưa quan tài ra sâu nhà để chôn cất đây chú không vào chỉ đạo người chôn cất à lão thắng lắc đầu nói em không hôm nay nhà em rỗ ông vậy nên là không ở đây được em từ ngoài nghĩ địa về nên tạt qua đây xem chút thôi em đi ngay bây giờ ấy mà con mù vợ đợi không thấy em về Kiểu gì nó chả gà mồm lên cho coi Ở bên trong nhà Tiếng kèn trống bắt đầu vang lên Lão Hoành lúc này đang mặc áo tang Tay trống gậy tre Đứng bên cạnh quan tài Đột nhiên bên tai lão có điệu cười trẻ con vang lên Cùng với đó là giọng nói của đứa trẻ Chú ơi Chú cho mẹ chú lên nhà con hả Chú ơi Như thế thì mẹ chú ở nhà con đấy Mẹ chú ở nhà con rồi còn Còn biết con biết ở hả? đâu? Giọng nói giống như từ âm ti vọng lại, khiến lão hoành giật mình quay sang. Lão nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng đứa trẻ đó đâu cả. Giọng nói của nó lại vang lên. Chú, chú tìm, tìm gì, gì đấy? đấy? Chú tìm, chú con, tìm con, con à là chú, chú ơi? ơi. Con, con ở, ở đây, đây này, này. ở con ngay trong này, trong này này. Giọng nói của đứa trẻ kia lần này vang lên rõ rệt hơn. Lão Thắng có thể cảm nhận được giọng nói đó vọng ra từ bên trong chiếc quan tài. Lão quay sang nhìn chầm chầm vào chiếc quan tài mà theo dõi. Từ bên trong quan tài phát ra thứ âm thanh giống như là có ai đang gõ vào quan tài vậy. Những tiếng cộc cộc cứ thế vọng ra xoáy sâu vào tâm trí lão hoành. Cùng với đó là điệu cười khúc khích của đứa trẻ con lại vang lên. Lão hoành cả người khẽ run lên, hai tay lại bấu chặt cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh một lúc sau tiếng gõ kia không còn vang lên nữa lão hoành lúc này mới dám thả lòng người nhưng lão còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói của đứa trẻ kia lại vang lên chú ơi cháu chơi ở trong này chán rồi cháu ra ngoài chơi với chú nhé chú ơi cháu đi này giọng nói kia vừa dừng lại cũng là lúc đứa trẻ chui đầu nhô lên cả người nó vẫn còn bê bết máu nó nhảy thẳng lên trên nóc quan tài mà ngồi vắt vẻo trên đó đưa tay về phía lão hoành nó vẫy gọi "Chú ơi, lại đây. Lại đây chơi với cháu đi. Ở trên này mát lắm, chú lại chơi với cháu đi. Chú ơi, chú lại đây nào." Vừa nói nó vừa nhoẻn miệng ra cười khúc khích. Lão hoành lúc này sắp không giữ được bình tĩnh, lão nhấc cái chân run rẩy lên mà bước lùi lại, miệng lão không ngừng lẩm bẩm nói: "Không, mạnh mạnh mày là ai tại sao lại đến phá nhà tao tao không chơi với mày không lão hoành bây giờ kinh hãi lắm giọng nói của lão như nghẹn cả lại đột nhiên người lão hoành giống như bị mất hết sức lực lão không thể nhấc chân lên được miệng lão bây giờ nghẹn cả đi đứa trẻ còn đang ngồi trên nắp quan tài nó đứng phát dậy gương mặt ngây thơ khi nãy dần chuyển sang đầy sát khí nó nhìn chằm chằm về phía lão hoành mà cười điên dại vừa cười máu từ mồm nó không ngừng chảy ra nghe ra hàm răng dính đầy máu đỏ lòm lòm nó gằn giọng nói trả vàng cho tôi ông trả vàng lại cho tôi trả nhà đây ai cho ông lấy nhà tôi hả trả nhà lại cho tôi đứa trẻ chống tay xuống dưới nắp quan tài mà bò như một con thú nó bò đến ngày một gần chỗ lão hoàng đang đứng máu từ miệng nó chảy ra nhễu nhão rồi lại nhỏ tong tỏng xuống dưới mặt đất. Đứa trẻ bò đến đâu, máu tươi vương vãi ra đến đấy. Cho đến khi nó bò đến dưới chân lão hoành, bám tay vào người lão, nó leo lên rồi ngồi ngay trên cổ lão hoành mà cười phá lên. Trả kiêng vàng cho tôi! Ông có nghe thấy gì không? Trả kiêng vàng lại cho tôi! Ông lấy xương của tôi! Trả lại xương cho tôi! Ngực tôi đau lắm! Ông làm gãy hết xương ngực tôi rồi đến này! để tôi lấy xương của ông lắp vào người tôi nhá, lấy xương, lấy xương thôi. đứa trẻ vòng tay ôm đầu lão hoành mà trèo ra phía trước mặt, nó cười lên khinh khích, đưa bàn tay bé nhỏ ra trước ngực lão hoành. lúc này lão hoành miệng mới mấp máy nói bằng giọng thèo thào, không, không, đừng, đừng, tao không cho mày xương của tao đâu, không cả người lão hoành như muốn bật lên mà bỏ chạy thế nhưng người lão vẫn bị một thứ áp lực đè xuống mà không thể cử động bất giác có bàn tay chạm vào vai lão hoành khiến lão giật mình mà quay ngang sang cả người lão quay trở lại thực tại ông chủ ông chủ ơi ông làm sao thế này ông ơi giọng nói quen thuộc của bà lý vang lên bên tai lão hoành bà lý sau khi nghe thầy cũng nói đã đến giờ đưa quan tài đi hạ huyệt thì cô đi đến gọi lão Hoành để xin ý kiến, thế nhưng bà gọi mãi vẫn không thấy lão trả lời nên đành phải tới tận nơi mà gọi. Thấy bà Lý, lão Hoành ngơ ngác nói: "Bà bà Lý, bà gọi tôi có việc gì?" Bà Lý nhìn ra bên ngoài, chỉ tay về phía ông thầy mặc áo quan ở trước mặt, bà cất tiếng nói: "Dạ, tôi vào để báo với ông là thầy cô nói lại công việc đã xong." giờ có thể đưa bà ra sau nhà để làm lễ hạ huyệt được rồi ạ lão hoành bây giờ đâu có tâm trí nào để quan tâm tới lời nói của bà lý lão nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy đứa trẻ khi nãy đâu không nhưng rồi trước mắt lão đứa trẻ đó không biết đã biến mất từ khi nào bà lý thấy lão hoành không quan tâm đến lời nói của mình thì cau mày gọi dạ thưa ông thế ý ông sao nếu để lâu sợ quá mất giờ đẹp bất ạ Ông chủ, ông ơi, ông có nghe thấy tôi nói gì không? Giọng nói của bà Lý khiến lão Hoành giật mình quay sang. Lão lập bắp nói. À, bà, bà, bà nói gì tôi không nghe rõ. Bà Lý thở dài nói. Dạ thưa ông, tôi bảo là thầy bên ngoài có nói là đến giờ hạ huyệt rồi. Ông cho mọi người làm chưa? Để lâu sợ rằng quá giờ tốt thưa ông. Lão Hoành nghe bà Lý nói thì gật đầu nói lại. Được rồi Bà kêu thầy cho người hạ huyệt đi Cứ theo ý thầy mà làm Tôi thì biết cái gì mà bà hỏi tôi làm gì Lão Hoành gần giọng nói Bà Lý mặc dù không biết Cái lão này hôm nay ăn phải cái gì Tự nhiên nổi đoá lên với mình Bà xoay người đi ra bên ngoài Theo chỉ đạo của thầy cúng Chiếc quan tài mẹ lão Hoành Được đưa ra phía sau nhà Người xung quanh hiếu kỳ Kéo ra ngày một đông cho đến khi chiếc quan tài được khiêng ra đến gần miệng hố thì đột nhiên cây gỗ trên vai người đàn ông khiêng quan tài phát ra những âm thanh răng rắc người khiêng quan tài giật mình vội vàng hét lên không được không được rồi sắp gãy đòn rồi mọi người cẩn thận người đàn ông vừa nói dứt câu ngay lập tức thanh đòn gãy làm đôi chiếc quan tài của bà cụ lao thẳng đầu xuống bên dưới huyệt mà rộng đứng lão thầy cúng đấy vậy thì hốt hoảng nói chết rồi thế này là không được rồi người xuống mộ mà cắm đầu xuống thế này thì con cháu lụi bại lụi bại lắm nhanh lên còn không mau kéo quan tải lên mà đặt lại nhanh lên giở chết giở theo lời lão thầy cúng đám thanh niên hô hoán nhau lào đến kéo quan tài mẹ quan huyện lên chỉ có duy nhất lão hoành là cả người đứng im như tượng mọi người xung quanh thấy lão không có động tĩnh gì thì lấy làm lạ với tính cách của lão, nếu như sự việc này xảy ra, có khi lão cho người đánh què giò mấy thằng khiên quan tài rồi chứ chẳng chơi. Vậy mà hôm nay lão lại không hề có biểu hiện gì, thật chẳng giống con người lão chút nào. Thế rồi điều mà đám người này không biết chính là trong mắt lão hoành lúc này, trên chiếc quan tài đang xuất hiện đứa trẻ con nhảy nhót ở trên đó. Cũng chính đứa trẻ con đó đã khiến chiếc đòn to như cổ chân gãy làm đôi, tiếng cười khúc khích cũng theo đó mà vang lên đứa trẻ con nhảy nhót trên quan tài vẫy tay về phía lão hoành mà gọi lại đi chơi lại đi chơi tiếng gọi của đứa trẻ con khiến lão hoành kinh hãi lại thêm hành động nhảy nhót trên quan tài của nó khiến lão càng mất bình tĩnh hơn hai tay lão nắm chặt cố gắng lấy hết can đảm lão chỉ tay về phía đứa trẻ mà quát lên để yên để cho mẹ tao yên. Bãi làm gì nên tội hả? Bái làm gì nên tội? Mà mày đối xử với bãi như vậy? Để cho bãi yên. Lão Hoành lúc này như hóa điên hóa dại. Lão cúi xuống nhặt đất mà ném liên tiếp về phía quan tài. Đám người khiên quan tài cùng mọi người xung quanh thấy vậy thì kéo nhau lùi ra xa. Ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của Lão Hoành. Có người thì sợ quá quay người bỏ đi họ sợ rằng lão này lên cơn rồi lại đè họ ra mà sửa tội thì lại chẳng tội vạ bà lý cùng đám người ở thiên lão hoành như vậy thì vội vàng chạy đến bà lý bám chặt tay vào người lão hoành mà lên tiếng gọi ông ông ơi bình tĩnh lại đi ông ơi ông làm sao thế này hả ông lão hoành vùng vằng lão liên tiếp chỉ tay về phía quan tài mà quát lên thả tao ra để yên tao đập chết nó Ai cho nó dám làm như thế với mẹ tao? Ai cho nó làm như thế? Thế rồi lão hoành lại cầm đất mà ném liên tục về phía chiếc quan tài. Có những cục đất khô đập vào thành quan tài, vang lên bồm bộp. Bà Lý thấy mọi chuyện đã sắp đi quá xa. Bà liền cho hai đứa giữ chặt lão hoành lại. Bà cố gắng nói. Ông ơi, ở đây nhiều người. Ông ơi, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại ông ơi. Sau câu nói của bà Lý, Lão Hoành mới giật mình quay sang. Lão nhìn bà Lý, sau đó lại nhìn về phía chiếc quan tài, nhưng thoạt nhiên lão không thấy bóng đứa trẻ kia đâu nữa cả. Bà Lý thấy lão đã bình tĩnh trở lại, bà nhẹ giọng nói: "Ông làm sao thế này? Để tôi đưa ông về phòng nghỉ nhé." Lão Hoành ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi theo tên người ở quay về trên nhà. Bên ngoài bà Lý hắng giọng nói: "Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi. Quan huyện chắc là đau xót vì mất mẹ, nên không kìm nén được cảm xúc. Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi nào. Bà Lý thực ra cũng chẳng biết lão hoành bị làm sao. Nhưng ở đây nhiều người, bà không thể để chúng nó ra ngoài đồn đoán nhau là lão hoành phát điên. Nói trò cùng thì lão cũng là quan đứng đầu một huyện, cũng phải giữ hình ảnh mặt mũi cho lão. Dưới sự chỉ đạo của bà Lý cùng người thầy cúng, công việc nhà lão hoành cũng đã hoàn thành đâu vào đó mọi người kéo nhau quay trở lại nhà bên ngoài sân tiếng mọi người nói chuyện rôm rả vang lên người nào quen biết với lão hoành thì ở lại ăn cơm cùng với gia đình người hiếu kỳ thì quay sang hô hoán nhau ra về kể từ sau khi được đưa về phòng lão hoành lúc này chỉ nằm im ở đó mọi người có mặt ai cũng muốn gặp lão để chia buồn cũng là để lấy chút quan hệ với lão nhưng khổ một nỗi đợi mãi vẫn không thấy lão ra để mà chào hỏi thành thử ra sau khi cơm nước xong người ta kéo nhau quay về mày mày đừng lại đây tao không quen mày mày đừng lại đây nữa mày cút đi tránh sợ tao ra bên trong căn phòng gỗ lão hoành bây giờ cả người chui tọt xuống dưới gầm giường miệng lão không ngừng rên rỉ tiếng bước chân chạy bình bịch cứ thế vang lên trên đầu của lão Mặt giường lúc này cứ rung lên Theo từng cử động của đứa trẻ kia Đứa trẻ nhảy dầm dầm trên giường Vừa nhảy Nó vừa cười khúc khích ra vẻ thích thú Chơi chán ở trên giường Đứa trẻ đi ra bên cạnh thành giường Nhô chiếc đầu ra bên ngoài Nó cúi xuống nhìn về phía Lão Hoành Mà cười lên khúc khích Lão Hoành nhìn thấy đầu đứa trẻ Thì lại càng kinh hãi Lão chỉ tay về phía nó mà lắp bắp nói <laughs> Mày... Mày cút đi, đừng ám tao nữa. Mày cút đi. Mày là ai? Tại sao lại cứ ở quanh tao làm gì? Cút đi, để cho tao yên. Vừa nói lão Hoành vừa bò vào bên trong. Bên ngoài điệu cười khúc khích kia vẫn còn vang lên. Lão Hoành lúc này hai tay ôm chặt tai để không nghe thấy tiếng cười kia nữa. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển dần về tối. Bên ngoài cửa phòng lão Hoành có tiếng bước chân vọng lại cùng với đó là giọng nói của bà Lý vang lên ông chủ đã đến giờ ông cũng cơm cho mẹ ông đã dậy chưa lão Hoành lúc này còn đang ngủ dưới gầm giường nghe thấy tiếng gọi của bà Lý lão giật mình tỉnh dậy lão nhìn xung quanh không thấy tiếng động của đứa trẻ con kia nữa thì mới thở phào thế nhưng lão Hoành lại chẳng dám bò ra khỏi giường lão thầm nghĩ nếu như bây giờ lão bỏ ra mà cái đứa trẻ con kia nó ngồi ngay trên giường sau đó nó tóm lấy cổ lão thì có khi lại chết dở nghĩ đến đây cả người lão cũng theo đó mà run lên lão nói bà thắp hương cho mẹ tôi được rồi tôi hơi mệt cần nằm nghỉ ngơi thêm bà lý nghe đến đây thì lo lắng nói dạ thưa ông việc thắp hương cúng cơm cho mẹ của ông thì tôi làm được Thế nhưng còn khách khứa Ông mời tối nay thì sao ạ à? Bên ngoài có rất nhiều người Trong đó có cả quan chi phủ Rồi còn có cả phu hộ mão nữa Ông không định ra chào hỏi mọi người hay sao Lão Hoành thực chất Già lão biết quan chi phủ Tối nay có mặt ở nhà lão Thế nhưng lão cũng không thể làm gì khác được Đối với lão Mạng sống của mình lúc này Là điều quan trọng hơn cả Lão nói Tôi mệt lắm Bảo cho người tiếp đón mấy người họ giúp tôi có ai hỏi, nói tôi ốm không thể ra khỏi giường được. Bà Lý nghe Lão Hoành nói vậy, cũng không dám ý kiến gì thêm. Tiếng bước chân bà bắt đầu vang lên ngày một xa. Lão Hoành mệt mỏi, nằm gục xuống đất. Bên ngoài đột nhiên cô tiếng bước chân lại vang lên. Tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng Lão Hoành thì dừng lại. Cửa phòng Lão Hoành lúc này dần mở ra. Từ bên ngoài tiếng kèn kẹt của bản lề Lê vang lên. Lão Hoành tưởng rằng bà Lý lại đến thì khó chịu nói. Bà Lý, tôi đã nói với bà là tôi mệt. Bà không được vào trong này cơ mà. Bà ra ngoài ngay cho tôi. Lão Hoành vừa nói hết câu thì từ bên ngoài có điệu cười khúc khích vang lên. Nghe thấy điệu cười kia, lão kinh hãi. Lão run rẩy co do người mà trốn dưới gầm giường. Nhìn ra bên ngoài lão thấy đôi chân nhỏ nhắn của đứa trẻ con đi đến. Cùng với đó là giọng nói của nó vang lên ông ơi, ông đâu rồi, ông nấp ở đâu rồi, ra đi chơi đi, à, ông đây rồi, tìm thấy ông rồi. giật mặt lão hoành, đứa trẻ con cúi thẳng mặt xuống mà nhìn về phía lão, nó nhèn miệng ra mà cười thích thú. lão hoành kinh hãi, lão rú lên một tiếng rồi ngất liệm đi. bên ngoài sân khách nhà lão hoành quan chi phủ cùng phú hộ mão và mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ thấy bà lý đi ra phú hộ mão hắng giọng nói bà lý thấy ông chủ nhà bà đâu gọi lão ra đây nói chuyện với chúng tôi nhanh lên thấy ông mão gọi bà lý đi đến cúi đầu nói dạ bẩm quan lớn bẩm các ông ông nhà tôi bị ốm nặng sợ là không thể ra ngoài này tiếp các vị được ông có bảo tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người đợi nghe ông chủ tôi khỏe lại ông sẽ có lễ với mọi người sau ạ à? nghe bà lý nói đến đây mọi người ai nấy đều tỏ ra khó chịu tiếng bàn tán bắt đầu vang lên gần đó có ông cụ đang ngồi chăm chú ăn uống từ lúc có mặt ở đây đến giờ ông cụ vẫn luôn im lặng quan sát ánh mắt của ông giống như đang nhìn ra điều gì đó bà lý còn chưa biết phải giải quyết sự việc ở đây thế nào thì đột nhiên từ trong nhà bóng dáng lão hoành lao người chạy ra lão giống như trở thành một con người khác lão cầm chiếc kiền vàng trên tay mà đeo lên cổ ra vẻ thích thú vàng, vàng của tôi chiếc kiền vàng này là của tôi là vàng mẹ tôi cho tôi không ai được lấy không ai được lấy giọng nói của lão hoành lúc này giống như giọng nói của một đứa trẻ con mọi người có mặt ai nấy đều giật mình nhìn về chỗ của lão Họ không hiểu cái lão này đang làm gì mà tại sao lão lại thành ra cái bộ dạng như lúc này. Lúc này ông cụ đang ngồi im lặng mít lập tức quay lại. Ông lao đến đánh liên tiếp vào người lão hoành. Sau đó ông lấy ra một lá bùa màu vàng miệng ông nhẩm đọc thứ tiếng gì đó. Ngay lập tức lá bùa bùng cháy. Lão hoành không để yên cho ông lão kia đánh mình. Ngay lập tức cả người lão hoành vặn vẹo. Lão gầm gừ lên mấy tiếng rồi lao đến mà đánh lại ông lão kia. Hai người cứ thế đánh qua đánh lại, nhìn cứ như là đang biểu diễn võ thuật. Thế rồi ông cụ kia vòng tay ra phía sau ông lấy ra một cây kiếm gỗ rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người lão hoành. Chỉ thấy lão cả người rú lên đau đớn rồi nằm bệt ra đất. Ông cụ kia chính là thầy Lương. Nhìn về phía lão hoành, thầy Lương nghiêm nghỉ nói. Nhà ngươi, còn dám ở đây tạc oài tắc quái nữa hay không? Lão hoành ngẩng mặt nhìn thầy Lương, dáng vẻ không phục nói bằng giọng trẻ con tại sao tại sao nhà ông lại giúp đỡ cho hắn hắn ta là người đã đào mộ ta lên lấy kiềng vàng của ta còn làm gãy xương ngực ta nữa tại sao ông lại giúp hắn ta không chịu thua ông đâu thầy lương nghe thấy con quỷ nhi này nói lý do nó phá phách nhà lão hoành thì hiểu ngay nó chính là vong nhi sau nhà mà lão hoành đã đào lên mấy hôm nay ông thầy lương thở dài nói được rồi Nhà ngươi nếu như có ức ức gì Tao có thể đứng ra giải quyết giúp nhà ngươi Cần gì phải hãm hại người ta Thế bây giờ nhà ngươi muốn người đây đền đáp như thế nào Con quỷ nhi trong người lão hoành bắt đầu nói Nhà này trước giờ ta đã phù hộ cho bao năm Công việc thuận lợi Sức khỏe khỏe mạnh Vậy mà bây giờ Bọn chúng dám lấy oán báo ân Ta muốn đòi lại hết Nhà ông ta phải trả lại tôi chiếc kiềng vàng này Cùng với là quần áo, bánh kẹo nếu không tôi sẽ phá tan nát nhà ông ta để cho ông ta không thể ngóc đầu lên nổi thầy lương nghe con quỷ nhi nói lập tức đồng ý thầy nói được rồi việc này ta có thể làm chủ cho ngươi đáng lý giả quỷ nhi như ngươi ta sẽ tiêu diệt nhưng nể ngươi không làm việc gì ác nên ta để cho ngươi có con đường tu tập bây giờ nhà ngươi thả người này ra ngày mai ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi mang những thứ ngươi yêu cầu ra ngoài đó con quỷ nhi vái đầu chào thầy Lương. Chỉ thấy lão hoành nấc lên một cái rồi ngã vật ra đất. Thầy Lương lấy từ trong túi ra một lá bùa dán vào sau lưng lão hoành. Sau đó thầy nhẩm đọc chú ngữ. Lão hoành lúc này mới dần tỉnh lại. Thấy mọi người lão mếu máu khóc không thành tiếng. Sau khi ổn định lại tinh thần, lão hoành mới kể lại cách đây mấy hôm lão có đi xem một tên pháp sư thì tên đó con nói nếu như chôn mẹ lão ở chỗ mộ quỷ nhi kia thì sau này con đường làm quan của lão sẽ lên như diều gặp gió lão sẽ thăng quan tiến chức cũng chính vì lý do đó mà mọi sự việc hôm nay mới xảy ra như này thầy lương nghe lão nói thì chỉ thở dài nói nhà anh đúng là không còn từ gì để diễn tả nữa mà mảnh đất sau nhà anh đúng là mảnh đất vượng khí nhưng con quỷ nhi đó ở đó hàng năm vẫn luôn giúp đỡ nhà anh Thế anh cần gì phải chôn mẹ mình ở đó? Bây giờ anh đào nhà nó lên, thì tất nhiên nó quấy quả anh là đúng rồi. Thôi được rồi, mọi việc đã giải quyết xong. Mọi người quay trở lại ăn uống đi chứ nhỉ? Theo lời thầy Lương, mọi người quay trở lại bàn của mình. Lão Hoành lúc này cũng ở bên ngoài nhà tiếp đón mọi người. Câu chuyện quỷ nhi nhà lão quan huyện cũng theo đó mà thành chủ đề bàn tán cho người dân tại Trấn Kinh Môn. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì chú bác, anh chị em thân mến. Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Còn bây giờ thì thư lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.